Hello, chào tất cả cô chú, anh chị và bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Mỹ Motor em nha. Hiện tại em đang có mặt tại kho xe của anh Phong nha anh chị. Siêu thị mô tô xe máy Phương Nam ở địa chỉ là số 5, đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha. Hôm nay thì vô đây cập nhật cho anh chị mình những dòng xe có cổ điển không có nè. Và những dòng như mô tô nè, đủ loại luôn, 150. Thì giá tầm 14 triệu cũng có xe nha anh chị. Đó. Từ từ vô trong đây. Đổ 4 triệu đúng không chồng? 14 đúng không? Đây, rất là nhiều dòng xe này, FZ còn rất là nhiều nha. Bentley cũng có luôn. Đó. Hả? MX nè, mới về luôn nè anh chị. Đây, những dòng xe nhỏ nhỏ mới về rất là nhiều nha. Thì mình sẽ xem cái chiếc MX này trước đi Bảo. MX nè. MX này mẫu này mẫu đời đầu nè. Không? Mẫu đi đâu là bô nằm trên nè. Đây, giá thì rẻ lắm. Có 25 triệu. Con này nhiêu? 25 hả? Dạ 25. 25 triệu hả anh chị ơi. Đời 25 luôn nè. Con này cũng nhỏ gọn nha anh chị. Đó, nhỏ. Các bạn nào mà mét mét 4, mét rưỡi ngồi vô tư hết bảo. Dạ đúng rồi. Xe đẹp lắm. Mẫu mẫu đời đầu mà xe còn đẹp. Giá thì cũng rẻ, 25 triệu. Đó, các bạn anh chị mình có quan tâm thì mình cứ liên hệ trực tiếp ngay trên số điện thoại màn hình đó anh chị để được tư vấn mua xe nha. Hoặc mình đến địa chỉ cửa hàng là số 5, đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương để xem xe cho kỹ nha anh chị nha. Rồi, ở đây thì mình bắt đầu là xem từ cái dãy bên đây nha anh chị. Con này luôn Bảo. Cái con này. Con này giá là 34 triệu 9 ha. Con này là con SB ha. Yamaha SB. Yeah. Con này phân khối là bao nhiêu Bảo? Con này 110. 110 hả? Dạ, 110. Rồi, ok. Đó. Còn con Lehman, Legan gì mới về 200 mà, phải không Bảo? Dạ. Đậu đằng xích bên kia nha. Rồi, đây mình xem từ đây dài lắm đi. Con Bentley này sao Bảo ơi? Con nó thì đang bị làm bị xăng, đang xìm xăng. Xe đang cũng bán bình thường. À, đang làm mình xăng lại hả? Dạ. Rồi, để mình cho qua đi. Rồi, tiếp theo con này Bảo, con này. Con nó TFX Thái, con nó còn 29 triệu. TFX dạ. Của Thái? Dạ. 29 triệu anh chị ơi. Này hôm nay quay giấc tối nó hơi tối anh chị xem không rõ thì thông cảm với em nha. Đó, FZ. FZ thì anh em không biết rồi, mấy con thường thường như này thì giá là 30 triệu đồng giá hết. Con này. Dạ. Con này 30 triệu. À. Bên đây. Dạ, 30 triệu. 30 triệu. Đúng rồi. Đó, FZ đủ loại luôn. À, đời nó là đời bao nhiêu Bảo? Đời 26. 25, 26. 30 triệu. Rồi. Nó đồng giá luôn. Rồi con ngoài này con Demon. Demon bản GN. Demon 150 bản GN. Còn đời 220 luôn nha anh em. Giá chỉ có 26 triệu. Con này 26 triệu nè anh chị ơi. Đời 2020 luôn á. Máy còn rất đẹp nè. Lớp xe còn quá dày luôn. Mới tin. Đời 20. Lớp. Rồi đây là FZ nè anh chị. Dạ, cũng là 30 triệu luôn. Giá là 30 triệu luôn, hết luôn. Dạ. FZ còn nhiều ha. Bên đây nữa. Đây còn Suzuki bản S dạ, nữa. Tới thay con TFX này là giá nhiêu không? TFX chưa bán được. Chưa hả? Dạ. Rồi, con bên đây. Rồi, hai con này hai xe tàu nha, đồng giá luôn. Giá con này là 19 triệu. 19 triệu một chiếc. Dạ. Xe tàu nhưng bền lắm nha. Đi con này làm phân khối 125 nè ha, phải không? Đúng không? 150. 50 hay là 125? Dạ, 150. 150 thì dạ. Cái mẫu này cũng rất là hiếm nha anh chị. Thường thường là 125 là nhiều. Xe này anh khách làm là tiền đồ chơi là bằng tiền sắt xe luôn đó. Là làm đồ chơi hết mười mấy triệu. Boss GT KBR 150 nha anh chị. Đó, ra đây cũng còn CBR này sao? CBR Thái. CBR 150 của Thái Lan nha anh chị. Dạ đúng. 35 triệu, đời 22. Đó. Có 35 triệu à. Dạ. Đời 2012 nha anh chị. Rồi đây con Legan. Legan này mới về. Giá anh chủ chưa bấm giá, tầm 23 mấy 40. Xe đẹp lắm. Xe đẹp cực luôn. 200 nha anh chị. 200 khối là 200. Lehman mới về nè.
chưa có có ghi giá kịp thì anh chị nào quan tâm thì mình cứ liên hệ trực tiếp lên số điện thoại màn hình nha anh chị ha. Nếu mà quan tâm tới con này thì cứ gọi trực tiếp là biết giá luôn. Xe mới về. Đây có một chiếc một à, cửa hàng là có một chiếc một duy nhất. Hỏi cái là biết liền. Rồi đây là con GZ150. GZ150. Xe này thì đẹp cực luôn, đời 2019. Giá là 53 triệu. Xe này còn hai bên còn thùng đầy đủ hết rồi. Xe đẹp. Còn nguyên zin luôn anh chị ơi. Cái kính nó còn luôn. Con lê gần là nhiêu anh? Rồi anh về gần anh luôn. Nào bán rồi. Rồi tiếp theo con bên đây Honda. Honda 125. Motul à? Motul. Giá 21 triệu 9. 21 triệu 900 nha anh chị. Motul. Honda 125. Đấy. 21 triệu 900. Cửa hàng thì cũng có hỗ trợ như trả góp nha anh chị, cũng như là cũng có ship xe như thường lệ nha. Đó anh chị mình trong cái mùa dịch này nè, mùa này nè mình đi tới luôn không được thì mình cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại màn hình ha, để được tư vấn mua xe và cửa hàng sẽ ship xe về tới nơi cho anh chị mình luôn. Đó. Khi anh chị xem thì muốn chọn con nào thì mình chụp màn hình lại ha, và gửi chi tiết qua số điện thoại trên màn hình. Và anh sẽ gửi ảnh hoặc video cho quý anh chị mình xem chi tiết xe rõ ràng hơn nha. Rồi con GZ này luôn bác ơi. Đây. Con này đời 2013. Dạ 2013, giá là 39 triệu 9 ha. 2013 nhưng mà xe rất là đẹp nha anh em. Xe đẹp cực luôn. Đó, còn thùng hai bên luôn. 2013 chứ khi nó còn mới hơn con 27 28. Mới ra mang. Đấy. Biển số 66 nha anh em. Rồi. Đó, tiếp theo thì còn dãy bên đây FZ. Đó, đủ loại luôn. Lại là FZ 30 triệu. Con này, đầu tiên con Bentley này đã bán FZ. Dạ, 30 triệu luôn. Nói chung là FZ đây là 30 triệu đồng giá hết nha. Chỉ còn có mỗi con bản đặc biệt là mắc hơn tí, vài triệu thôi. Rồi, Demon nè anh chị. Demon này đang làm đồng hồ rồi. Đang làm đồng hồ hả? Chưa đi. Nói chung khách nào cũng bán thì cũng bán luôn, cũng bán luôn. Thích người cũng bán. Tầm giá là bao nhiêu, cỡ nhiêu bảo con ba này? Con này rẻ. Tầm là ba mấy ha? Cỡ 35, 36. Rồi, con Suzuki. GD. GD 110. GD 110 này là đời 2019. Giá là 22 triệu 9 nha. Xe đời 2019 nha anh chị. Máy còn đẹp nha. Xe Ganti là không nghe tiếng luôn. Không nghe tiếng máy. Máy im lắm. Rồi tiếp theo là con Suzuki EG bản S nè. Ở đây chỉ còn một hai con thôi. Mẫu này sắp hết rồi. 35 triệu một con. Con này là đời 2019, 2018. Đấy, 35 triệu một con, đồng giá hết hai con. Lúc trước thì quý chị các bạn mình cũng có xem clip em thì cũng biết à. Cái mẫu này ở bên 40. Đây là rất là nhiều luôn, đúng rất không? Rất là nhiều bán hết rồi. Nhưng mà giá là 40 triệu một chiếc. Và bây giờ 35 thôi. Bây giờ 35 rồi. Dạ. Rồi bên đây FZ nè anh chị. Có con này là bán đặc biệt nè, mắc hơn tí. Con này hả? Bán Movita. Con này là 33 triệu. 33 ha. Dạ. Rồi bên đây là 30 nè. Dạ cũng là 30 luôn. FZ 30. Toàn là 24, 25, 26. Rồi Yamaha. Con này đời 2018, giá là 32 triệu ha. Con này là con phân khối mấy trăm nhờ Bảo? Con này 125 vậy. 125. 125. Yamaha nha anh chị ha. Rồi FZ nè. 30. 30 triệu luôn rồi. Đó. Rồi, đây, con FZ nè. Con này. Nhà còn hai con thôi. Cũng là 35 triệu đồng giá luôn. Cái con kia. Con này có cái thùng để đồ. Dạ có. Anh em nào không thích thùng, thích yên bình thường thì mình đắp yên bình thường được chưa? Tháo ra ha. Dạ tháo ra. Dạ. Rồi, bên đây là FZ luôn ha anh chị ơi, FZ còn nhiều nha. 30 triệu. Dạ. Benelli. Benelli 150, giá là 19 triệu 9. Đời 2018. Xe này zin một đời chủ luôn. Anh chủ có chạy từ mới tới giờ luôn. Lên đây đổi xe. Xe là máy thi thầm.
Đó, có 20 nhiêu? 19 triệu dạ, hả? 19 triệu. 19 triệu 900 mà anh chị ơi. Dạ, đúng rồi. Benelli 150 nè. Rồi, con bên đây là con CB 150. CB 150 con này giá chỉ có 42 triệu thôi. Đấy, coi lại cái bồ ha. Rồi. Tiếp theo thì em này là ghi beo. Ghi beo 125. Giá cho anh em là 14 triệu ha. Ghi beo hai máy nha anh chị. 125. Rồi. Con monitor này bán chưa? Monitor chưa bán, sách chưa? Để nhà chạy. Rồi. Đó thì anh chị mình quan tâm cái mẫu xe nào ở trong video clip nãy giờ thì mình cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại màn hình để được tư vấn mua xe nha anh chị. Hoặc mình đến địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương ha, để xem những dòng xe ở đây nó kỹ hơn nha anh chị nha. Đó thì trong cái clip mà không có những dòng xe cho anh chị mình thích đó, có nhu cầu mua thì quý anh chị hãy bình luận bên dưới cho em. Đó, em sẽ quay chi tiết chiếc đó và báo giá anh chị mình luôn nha. Đó, thì video em cũng kết thúc tại đây nha. Cảm ơn anh chị mình đã theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo. Chào Bảo. Chào anh em.